sáng hôm nay em lên clip bán hết chuồng anh chị đó, thì anh chủ nhà đó anh chơi đó, thì một con bò chữa và một bộ mẹ con đó. Hai con này thì tơ lứa đầu hết nghe anh chị đó, cây đuôi chào bá qua đen thui, xế tích thì nghiêm chỉnh, bên chủ thì bao nghiêm chỉnh cho anh chị luôn đó. Bò này thì vú thì bốn vú đưa lớn và ba mấy vú đeo anh chị ơi. Xe mặt, xe lưng, mẫu bơm bay, thùng dạo. Bò này không có lan giá nha anh chị. Đó. Đó, con ngựa mẹ con đó anh chị ơi. Qua thì đen thui. Đó, chân là móng sò, cụm đứng thẳng. Đứng thẳng đòn dài. Đó, mẫu mẫu bơm bay lùng nha anh chị. Đó. Chiều cao thì không được cao hung nhưng mà được cái cấp mình mẫu thùng dạo. Màu đỏ mặt nha anh chị. Và mẹ con này thì bốn vú đều căng sữa. Xế mặt, xế lưng thì nghiêm chỉnh, một đôi răng. Đó, mới vừa bẻ đôi răng đó anh chị ơi. Đó. Thì con là con cái xin. Đó, cũng mẫu Bombay luôn. Mẹ sao con vậy? Đó. Thì mình làm giống sinh sản thì mẹ con thì này thì sinh sản nha anh chị. Đó, một bộ mẹ con và một con cái tơ chữa cũng bò xin luôn, 8 tháng. Đó, bao chữa bao khám, bộ bán hết chuồng này bò này thì bên chủ sẽ bao ăn uống tặt lỗi cho anh chị luôn. Đó. Chiều cao thì mét hai mấy nha anh chị. Đó. Mình thì mẫu bu lùng thì này thì nuôi con không ốm, mát sữa. Đó, bò vú mớm nay sữa hết nói không. Móng thì móng sò, chân kiền khú luôn. Đó, mặt đẹp nha. Xế tích thì nghiêm chỉnh. Đó. Đó, mẫu thùng dạo. Bò này thì kiểm tra thì mà bao mọi tật lỗi cho anh chị luôn. Ăn uống là khỏi bàn rồi. Mập mạp vậy thì ăn uống ok nó mới mập mạp nha anh chị. Đó. Để con cái xin đứa đầu thì quá ok rồi. Đó. Chân móng cấp mình thì khỏi bàn. Rồi, anh chị nào mà có bò thịt thì sẽ liên hệ trao đổi anh chị ơi.